Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Yêu Công Nghệ và mình là Hoài. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không review sản phẩm đèn hay là mic mà mình sẽ giới thiệu đến các bạn hai sản phẩm softbox đến từ nhà Lanlai. Ở đây thì mình sẽ có một chiếc softbox China Bone và một chiếc softbox Parabolic. Thì chúng ta sẽ cùng xem cái cách sử dụng, vận hành cũng như là cái điểm khác biệt giữa hai loại softbox này là gì để chúng ta có thể sử dụng một cái loại softbox hợp lý cho các cái bối cảnh quay của chúng ta nhé. Trước tiên thì sẽ là chiếc softbox Lanlai China Bone đường kính 65cm. Thì China Bone thì các bạn cũng có thể hình dung rồi, nó là một cái softbox hình cầu giống như là lồng đèn ấy. Thường thì bất kỳ một loại softbox nào thì nó cũng sẽ có hai cái chi tiết chính và cơ bản nhất là phần khung này, phần khung bên trong và phần vải bọc tản sáng ở bên ngoài. Thì với cái chiếc softbox này cũng thế, chúng ta sẽ có một cái phần khung bằng kim loại như thế này. Các cái phần nan thì sẽ là dạng kim loại được bọc dây dù, có độ đàn hồi khá là tốt và sẽ hạn chế được cái việc mà bị han rỉ trong cái quá trình sử dụng so với các cái loại softbox rẻ tiền khác. Phía bên ngoài sẽ là vải tản sáng như thế này. Sẽ là vải tản sáng chất lượng cao để giúp fill ánh sáng mềm hơn, đều hơn và hạn chế bóng trên cái đồ vật. Cách lắp thì khá đơn giản, các bạn sẽ lồng cái phần khung lồng này vào bên trong cái vải. Đây. Và các bạn sẽ lưu ý là chúng ta sẽ có một cái bộ phận móc như thế này và bên dưới sẽ có cái móc thì chúng ta sẽ đẩy. Đây, mình sẽ làm thử trước với không có vải nhé. Thì chúng ta sẽ đẩy hết mức để cho các phần nan này nó căng ra và sẽ gài cái phần móc vào đây. Đó, thì nó sẽ tạo thành một cái lồng đèn giống như cái lồng đèn của Trung Quốc ấy. Bây giờ mình sẽ thử, mình sẽ gài vào trong cái softbox nhá. Chúng ta sẽ lồng vào trong softbox. Cách dùng thì tương đối đơn giản và thao tác cũng rất là nhanh, chỉ mất khoảng vài giây thôi. Chỉ mất khoảng tầm 10 đến 15 giây là mình có thể lắp một cái softbox hoàn chỉnh như thế này. Tiếp theo thì với chiếc softbox Parabolic thì sẽ là dạng softbox giống như kiểu softbox octagon ấy. Tuy nhiên là nó sẽ có nhiều cạnh hơn. Cách lắp cũng sẽ khá là đơn giản. Với chiếc, ở đây thì mình sẽ có một chiếc softbox 90cm của Lanlai. Và đây là dạng thao tác nhanh. Thì nó sẽ có một cái túi đựng khá là đẹp như thế này. Chúng ta dễ dàng mang theo di chuyển trong các cái bối cảnh quay trong nhà cũng như ngoài trời. Đối với dòng softbox thao tác nhanh thì các bạn sẽ thao tác khá là đơn giản. Bỏ cái này ra để cho dễ hình dung chút. Các cái phần nan thì nó sẽ được cố định sẵn như thế này và chúng ta sẽ chỉ việc là mở cái nan ra bằng cách là ấn vào gập thôi. Với softbox Parabolic thì nó sẽ chỉ có mặt một mặt tản sáng ở đằng trước thay vì là xung quanh 360 độ như là China Bone. Độ sâu của softbox thì cũng sẽ sâu hơn cho phép cái khả năng tập trung ánh sáng tốt hơn. Thì sau khi mà lắp phần khung hoàn thiện như thế này thì các bạn sẽ gắn cái vải tản sáng lên cho mình. Ở đây nó sẽ có các cái mép dán thì nó sẽ dán lên đây. Lưu ý là các bạn nên dán căng và đều thì cái ánh sáng khi mà đi ra nó sẽ đẹp hơn và cái thẩm mỹ softbox thì nhìn nó cũng đẹp hơn nữa. Mình sẽ chừa lại một cái phần bên ngoài để chúng ta sẽ lắp cái lưới tổ ong. Như vậy là mình đã hoàn thành việc lắp đặt hai chiếc softbox này và để trả lời cho câu hỏi là nên lựa chọn loại softbox nào cho mục đích quay phim cũng như chụp ảnh thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp video để xem là chiếc China Bone này thì sẽ sử dụng cho hoàn cảnh như nào và chiếc softbox Parabolic thì chúng ta sẽ nên sử dụng trong các hoàn cảnh nào nhé.
Và hy vọng là với những thông tin mà mình đã cung cấp thì các bạn sẽ có một cái sự tham khảo cũng như là lựa chọn mua một cái sản phẩm shop box hợp lý cho mình. Và để tìm hiểu thông tin chi tiết cũng như là đặt mua sản phẩm thì các bạn vui lòng truy cập website icamera.vn hoặc gọi đến số hotline phía bên dưới màn hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại trong các video lần sau.